đã đối với kênh YouTube Thông Dung Kể Tùy Lúc của mình ngày hôm nay nha. Và ngày hôm nay mình đang tiến hành thu hoạch vườn dâu của mình trong mùa dịch nha bạn. Thì mình đã thấy những cọng rau muống này ở trên cái mảnh đất gạch nha các bạn. Phía trước mặt mình nè, mình đã thấy một số cọng cái mình đem xuống sân trước sân nhà mình trồng nha các bạn. Đang hái cọng cụi như vậy đó, mình thấy một con sáo chào mình hello. Bắt đầu mình sẽ dịch bắn người luôn các bạn ơi, trời đất ơi. Đang hái con này mà nó còn chào hello thôi, kệ bỏ qua nó quần bên đi, mình tiếp tục lật hái rau các bạn ơi. Thì là ăn rau xanh rất là tốt nha các bạn. Thôi tiếp tục thu hoạch nào, chẳng còn mấy chốc nữa thôi, mình sẽ có một bữa trưa thật là ngon miệng với món rau muống xào hi hi. Giờ người ta có câu rất là hay các bạn, đối ăn rau đau uống thuốc nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ xem cho các bạn xem thành quả của mình. Oh yeah 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 hi hi.